trong khi chờ đợi phán quyết của tòa án về vụ ly hôn với ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại tiếp tục lên tiếng trên trang Facebook cá nhân với những cáo buộc ông Vũ bị bệnh, đồng thời bày tỏ mong muốn ông Vũ giải đáp câu hỏi tiền nhiều để làm gì. Một lần nữa, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố ông Đặng Lê Nguyên Vũ mạt sát bà tại tòa. Mặc dù bày tỏ đau lòng nhưng bà Thảo khẳng định không trách ông Vũ vì khởi nguồn những điều đó. Ông Vũ nói đều giống như loạt tin nhắn ông từng gửi cho bà Thảo khi kết thúc 49 ngày thiền. Theo đó, bà Thảo hé lộ được ông Vũ yêu cầu sám hối vì đã chống lại thiên mệnh của chồng, đồng thời khẳng định gia đình rơi vào tầm cảnh hôm nay có nguyên nhân do ông Vũ không được cứu chữa kịp thời. Sau khi tinh thần bị đầu độc bởi một nhóm người, bà Diệp Thảo tuyên bố sẽ mạnh mẽ nhất để là trụ cột vững chắc cho anh và các con lúc này. Gia đình chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua. Tôi từng nói điều này cách đây ít lâu và nay tôi viết lại vì đó là một sự thật duy nhất. Điều này dấy lên nghi ngờ phải chăng bà Thảo vẫn đang hy vọng về một sự hàn gắn trong mối quan hệ vợ chồng. Trong bối cảnh cả hai đều thể hiện quyết tâm đường ai nấy đi tại phiên tòa, theo bà Thảo, ít lâu sau 49 ngày, ông Vũ bỏ lên núi, không cho gia đình gặp gỡ, nhưng thỉnh thoảng gửi tin nhắn yêu cầu bà sám hối và sống sao cho xứng đáng là vợ của người duy nhất được Thượng Đế lựa chọn để cứu nhân loại. Bà Thảo nói, ban đầu tôi khẩn thiết tìm cầu sự giúp đỡ xung quanh, nhưng lạ lùng thay, rất nhiều người, trong đó có cả người nhà và người có uy tín trong xã hội, bắt đầu tung hô rằng anh đã đạt thông linh, rồi chấp nhận quỳ lại anh, viết cho anh những lời kỳ dị, giam giữ anh trong mớ ảo giác kinh khủng này. Sau đó, họ đổ tội tôi muốn đưa anh vào viện tâm thần nhằm chiếm đoạt công ty do chính hai vợ chồng tôi gây dựng. Các kịch bản bôi nhọ, kiện cáo, vu khống, tôi bắt đầu từ đó. Cho đến thời điểm hiện tại, bà Thảo vẫn tin chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên là một bệnh nhân cần phải được cứu chữa. Bà Thảo chia sẻ, ước gì anh giải đáp tôi câu hỏi tiền nhiều để làm gì? Có phải tiền nhiều để người ta đặt Trung Nguyên và tiền bạc lên trên một số phận một con người, khiến họ quên mất rằng anh chỉ là một bệnh nhân tội nghiệp cần được chữa trị kịp thời? Bà Thảo không chỉ đích danh người đứng sau ông Vũ nhưng lại tố cáo lòng tham khiến người ta có thể liên kết lại nhau lại, sẵn sàng bỏ mặc anh sống trên triền miên trong hoang tưởng ảo giác, tiếp xúc cho những thủ đoạn kinh khủng nhằm đầu độc tinh thần anh, rồi từ đó bòn rút, chia chác tài sản, phá nát gia đình chúng tôi. Trong bài viết mới nhất của mình, bà Thảo tung những tin nhắn được ông Vũ gửi trước đây sau khi lên núi ở ẩn. Những tin nhắn này được trích từ bút lục trong hồ sơ vụ kiện tòa tại Tòa án Nhân dân quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Các tin nhắn có nội dung, em hãy hứa luôn cố lắng nghe và luôn sửa mình để là một người vợ của một người có thiên mệnh được Đức Chúa Cha Thượng Đế qua thử thách và giao phó. Tất cả là những sự mà em phải biết sau này mấy ngàn năm người để mặc thế gian không can thiệp. Em hãy hiểu điều chồng em muốn nói, còn tất cả những chuyện còn lại em đừng bao giờ bận tâm hay lo lắng nữa. Hãy gắng sửa mình và xứng đáng nghe em. Tôi được Đức Cha Thượng Đế trao cho những khả năng siêu phàm mà trước đến nay không có ai có được. Các công thức cứu thế gian bằng chữa lành, trường xuân, trường sinh, trường thọ và mọi khả năng siêu phàm khác. Em hãy luôn dốc tâm thiện lành và luôn xứng đáng nghe. Hãy chấm dứt mọi chức vụ và cả những cổ phần mang tính biểu quyết hay giành quyền chi phối. Hãy quyết định gì gì đó như một biểu hiện dứt khoát của một người vợ lo cho hậu sự của một người chồng được chính Thượng Đế giao cho thiên mệnh. Chỉ có vậy em mới có ánh sáng và phúc lành sẽ đến. Còn tiền bạc hay những vật chất bất kỳ em cần bất cứ gì và dùng để vào việc thiện lành thì hãy cứ dùng và cứ lấy. Em nên biết chồng em chỉ cần những gì thiện lành nhất. Chức vụ, tiền bạc, danh vọng, quyền lực, nếu nó không phụng sự cho việc thiện lành thì em nên nhớ chồng em luôn khinh bỉ và xem như cỏ rác độc hại. Tôi vì tiền và danh vọng sao? Sự ngộ thấu đời sống hữu hạn và những quyền tiền trên những con người băng hoại này đã đến với người chồng của tôi rất sớm. Làm gì có tìm gì cho riêng mình mà phải vào cảnh giới lọc xác thân sống chết, làm gì có sống vì mình mà vượt qua được những thử thách khốc liệt mà Đức Cha tối cao thượng đã thử thách để trước khi trao cho thiên mệnh. Hãy nhớ và nhớ lời cảnh báo nhân quả là luật của Thượng Đế. Và nếu cần để cảnh báo cô một lần nữa, là từ sắc đẹp đến những số tiền mà cô có trong tài khoản sẽ tự nhiên biến mất với những lý do mà mọi hệ thống ở thế gian này đều không bao giờ biết. Phải làm gì để cô hiểu Thượng Đế là hữu hiện hữu, là hằng sống và người rất công bằng?
Trước đó, ngày 1 tháng 3 năm 2019, Tòa Nhân dân TP.HCM đã tạm ngừng phiên tòa xét xử vụ ly hôn do cần xác minh khoản tiền 2.100 tỷ đồng theo yêu cầu phản tố của phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Người đại diện ông Vũ cho biết việc phản tố đã được phía bị đơn yêu cầu từ năm 2017, tuy nhiên đó chưa phải là xác minh đổi tài khoản tiền. Tháng 10 năm 2018, tòa đã xác minh được số tiền tại 3 ngân hàng. Đây là các con số rõ ràng nhất. Trong những phiên tranh luận, các bên cũng có trả lời về việc chi tiêu những khoản tiền này. Khoản tiền nằm trong tài khoản của nguyên đơn và không ai khác có thể rút ra ngoài chi tiêu. Ngày 27 tháng 3 tới đây, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục xét xử trở lại vụ ly hôn ồn ào này. Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa bất ngờ hoãn xử vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ để xác minh thêm chứng cứ về khối tài sản hơn 2.100 tỷ đồng. Dù 14 giờ phiên tòa mới bắt đầu nhưng 13 giờ 30 phút, ông Vũ đã có mặt tại tòa. Hàng chục phóng viên có mặt tại tòa đã vây kín quanh ông Vũ. Trả lời phỏng vấn của báo chí, ông Vũ cho hay, qua không bận tâm đến số tiền trong ngân hàng và không bận tâm đến bất động sản mà bà Thảo đang giữ hay muốn chia phần. Qua chỉ muốn Trung Nguyên tiếp tục phát triển tầm toàn cầu. Trung Nguyên của qua không ai được giành cả và cho rằng tòa sẽ dựa vào phán quyết theo cái họ biết và thấy. 14 giờ hội đồng xét xử bắt đầu làm việc. Các thành viên hội đồng xét xử bước vào phòng xử án. Dù trước đó thông tin báo ngày 1 tháng 3 sẽ tuyên án, nhưng bất ngờ chủ tọa thông báo quay lại phần hỏi. Tuy nhiên, ít phút sau, hội đồng xét xử công bố cần yêu cầu các bên cung cấp thêm chứng cứ liên quan đến khoản tiền 2.102 tỷ liên quan đến yêu cầu phản tố của ông Vũ tại 3 ngân hàng Exibank, BIDV và Vietcombank. Do đó, hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa để xác minh thêm các chứng cứ liên quan đến khoản tiền 2.100 tỷ đồng. Dự kiến, phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 27 tháng 3. Đề nghị bà con biết số tiền bà Thảo gửi tại ngân hàng. Theo ông xác minh của tòa án, đến thời điểm này thì số dư còn bao nhiêu? Và bà có đem ra tài liệu về vấn đề đó hay không? Tài bao nhiêu không? Không nắm được số dư. Bà ngồi xuống. Mời đại số tiền trong tài khoản theo tòa án đã xác minh với ngân hàng tại thời điểm phát sinh giao dịch. Đấy là
số dư tài khoản này mà tòa đã yêu cầu ngân hàng các ngân hàng cung cấp thì tôi xin công bố tóm lại cho nó còn thể hiện rõ là cái tiền đó nó phát sinh từ năm 15 đến năm 16 và với cái tài liệu nó thể hiện như vậy thì sau cái thời điểm mà ví dụ như cái thời điểm này là cái thời điểm 15 tháng 2 16 với số tiền này thì sau ngày 15 tháng 2 16 thì số tiền nó vẫn còn được, bởi vì là chỉ trong cái khoảng thời gian đó thì có cái tinh vấn được. Như vậy thì trong một vụ án ấy, nếu mà để mà xác định số tiền còn hay không để mà chia thì nó phải thể hiện ở cái chỗ là hiện tại nó còn hay không đó. Công nhận,
cổ phần Trung Nguyên, vay đổi tên là công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên. Năm 2007 đăng ký công ty cổ phần cà phê Hoàng Gia Trung Nguyên và công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên. Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên được chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Trung Nguyên. Năm 2007 một đạo bài công ty nêu trên. Nhãn hiệu Trung Nguyên được đăng ký từ năm 2003 và khởi nguồn từ tên gọi Trung Nguyên cà phê do ông Vũ khởi nghiệp sáng lập từ năm 1999. Chị viện sát phát biểu về chị có ý kiến gì chị? Không, ấy là viện sát phát biểu về mình có ý kiến gì đó. Không có nguyên nhân gì vậy.